Hey, xin chào cả nhà. Nối tiếp sau Mega Slow thì vào giữa tháng 6, game tiếp tục với sự trở lại của Mega Triarados kể từ đầu năm với sự kiện Tết Tân Sửu 2021. Game có sự điều chỉnh khi đưa lên Mega Rail chỉ còn một loại thay vì là ba loại so với trước đây, giúp các trainer đánh tập trung dễ hơn trước. Và bọn mình thực hiện thử thách Excellent Rule Boss Mega Triarados lần này tại gym Beauty Angel tại góc ngã tư Cao Thắng 3 tháng 2, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Triarados tiến hóa lên hình thái Mega, thay đổi từ hệ nước bay thành nước bóng tối, nên đội hình 6 Pokemon sử dụng khắc chế có sự thay đổi như sau. Đầu tiên là huyền thoại Zekrom với chạc Beam, quai chạc. Thứ hai là Lucario với Counter, Aura Spear. Thứ ba là Conkeldurr với Counter, Dynamic Fun. Thứ tư là huyền thoại Raikou với Thunder Shock, quai chạc. Thứ năm là Machamp với Counter, Dynamic Fun. Và cuối cùng là Macrozone với Spark, quai chạc. Với song hệ này của Mega Triarados có khá nhiều Pokemon mạnh mang hệ côn trùng, điện, tiên, giác đấu và cỏ, khắc chế, nên đội hình từ 5 account mạnh trở lên có thể hạ gục được boss này. Sau khi tiến hóa lên Mega, thân hình của nó trở nên cồng kềnh hơn trước. Hai chiếc vây hai bên má mọc dài hơn và chuyển sang màu vàng. Phần màu trước trán của nó chuyển thành màu đen, trở nên cứng và dài hơn trước. Các đốm vàng dọc trên cơ thể của nó lúc này thay thế bằng các vảy màu đỏ nổi cộm hơn, đẩy cơ thể nó lướt nhanh hơn khi di chuyển trong nước. Hai chiếc vây lớn màu vàng với vây màu xanh xuất hiện trên lưng của nó, kèm theo đó là hai hàng gai màu xanh thay thế các vây dọc theo lưng của nó. Bốn chiếc vây màu vàng có gai ở phần đuôi của nó, hai chiếc ở mặt trên và hai ở mặt dưới. Quá trình tiến hóa gây ra sự thay đổi trong cấu trúc não của nó được cho là nguyên nhân gây ra bản chất bạo lực. Răng nanh của Triarados có thể nghiền nát đá và cứng hơn cả thép. Với tính khí dữ dội, nó có khuynh hướng phá hoại và xuất hiện tại các thời điểm có xung đột xảy ra. Các cuộc tấn công của nó có thể kéo dài cả tháng tại một địa điểm. Nó có thể sống ở cả vùng nước mặn lẫn nước ngọt. Trên anime, nó có thể bật cao một khoảng cách rất lớn cả từ mặt nước hoặc mặt đất. Khoảng cách này thường gấp vài lần chiều dài cơ thể của nó. Mặc dù bộ não của nó có bản năng hủy diệt mạnh mẽ, nhưng nó sẽ tuân theo một huấn luyện viên mà nó thật sự tin tưởng. Mega Triarados xuất hiện trong phần mở đầu của Mega Evolution Special 1 với phân cảnh đang chiến đấu với Mega Abomasnow.
ok và sau khi chiến thắng thì nó hoàn toàn trở lại hình dạng cấp 2 bình thường. Tiếp đến sẽ là thử thách Eslandro Boss Riarados. Về phần hướng dẫn ném, Eslandro Boss Riarados hoàn toàn tương tự với Pokemon Riarados mà bọn mình đã thực hiện trước đây. Video ngay tại đây, các bạn có thể xem lại nha. Chỉ số IV 100 không boost thời tiết là 1937, tương ứng với mốc level 20 của Pokemon, và có boost thời tiết là 2422, tương ứng với mốc level là 25 nhé cả nhà. À mà hình như là 100 luôn rồi cả nhà. Lần đầu tiên quay video mà vô 100 luôn như vậy á. Pokemon Riarados đã mở khóa dạng Shiny rồi. Và tiếp đến thì bọn mình sẽ tiến hóa dạng Mega, cả hai dạng thường và Shiny luôn. Tương tự với các Pokemon khác thì lần đầu tiên vẫn tiêu tốn nhiều Mega Energy nhất, 200 đơn vị. Vì màu đặc trưng của Shiny Mega Riarados mà nó được chọn để mở màn Tết năm mới tại các quốc gia châu Á. Mega Pokemon có thể sử dụng để đánh PvP cá nhân, đánh Team Go Golf Cat, đánh gym và chụp hình Go Knock Shot. Bạn chưa thể dùng Mega Pokemon trong các giải đấu Joe Patrolist. Ok, và đó là tất cả thông tin có liên quan đến Boss Mega Riarados. Chúc cả nhà thật nhiều sức khỏe và bình an nha! Cảm ơn các bạn đã xem video này. Có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào, các bạn có thể để lại comment cho bọn mình biết nha. Và đừng quên like cũng như là subscribe kênh của bọn mình.